năm xưa như ngỡ sống lại bên giây phút đầu. Lời nào ngọt ngào cho nhau, tình nào hò hẹn mãi sau, vui hãy xem như cuộc đời ngủ quên chim. Đó mày thấy không? Tụi con ở đây làm cái nhà lên, đây là lầu cao nhất. Tụi con làm cái bàn thờ để thờ Phật. Sau này thí dụ mẹ có về thì mình lên đây nằm đây ấm mát, nghe kinh với lại niệm Phật. Còn đây là bàn thờ của ông bà ngoại, ba, mẹ với lại vợ chồng của ông Dương Nguyễn. Thấy là sao? Thì sao vẫn cái dựng sáu với mấy em thấy nhà của anh Linh làm cái bàn thờ gì được không? Để làm ông Di Lạc mà mai mốt là tụi con mở tiệm ở nhà là để ông này ở với bà khách xem. Cái này là bằng máy bằng cu li. Bằng âm con phải muốn rồi ở trên này để bảo hộ cho gia đình mua phần được bình an, con cháu thì còn những được nhận sự như ý phúc lộc này. Mà thấy gia dự ý không? Đây, còn là hoặc là bây giờ mình bước chân vô nhà à, đây là cái đầu để con đây dọc mặt nước nhà nhìn thấy nó tưởng nó là cái tủ lạnh á. Còn này bằng thời cũ trước thời ba bây giờ nó bị cắp sơn cho nên tụi con nó thờ cái lòng thờ này nữa, thờ mòn thờ mới. Còn đây là cái đi văn ở dưới nhà này. Mẹ nhớ cái mặt này không? Đây thì mang ý nhà tụi con đem lên đây để một hộ hai hay là mấy người ở dưới quê của lên thì làm nghỉ bên này, còn mấy người ở dưới thì là từ dưới nữa. Còn phòng nhiều lắm, phòng này nó mới dặn chứ mới là tủ lạnh là như mẹ ta thấy ha. Mới dặn nè, cái phòng này mở cửa ra nè, là có nguyên một cái sân và đồ. Nhưng như đây là nhà của ông giáo, khi lên đây là cái sân thượng, cái sân mái này thì còn để cái bình cái bồn nước, hai bồn nước chứ là cái bình năng lượng mặt trời này. Còn đây là cái sân máy nè, để bà con để hai cái bồn nước, một cái lòng của chụp hình là thấy đó. Có cái cửa nè, là tụi con chưa mở ra. Rồi có cái bồn nước với lại cái bồn năng lượng mặt trời ở trên này. Để con lên mở cửa ra là cái mẹ thấy ở ngoài này là cái thực tế như thế nào. Đi lên sân máy, mở cửa ra. Đây là bình năng lượng mặt trời. Trời nắng quá, da mặt hơi bị nhăn đó nè. Bình năng lượng mặt trời này đó là có thể là chứa nước nóng. Mình xài liên tục luôn trong 3 ngày, có trời mưa cả nào nó cũng nóng giống như là nấu một tô mì chín. Đây là bình tổng. Nhìn thấy cái tòa tháp cao nhất thành phố Hồ Chí Minh là tòa nhà 68 tầng. Mình đã thấy nó giống như là cái mức sen đó. Còn quay qua đây đó thì mình thấy chùa Vĩnh Nghiêm đó. Chùa Vĩnh Nghiêm nè. Đây là cái mái nhà của mình. Bây giờ sẽ vào phòng kế tiếp, cái này là lầu cao nhất, cái sân máy, ngoài này là lầu 3, lầu 4, lầu 4, lầu 4. Giờ đi xuống lầu để giới thiệu tiếp phòng dưới. Đây là cái mấy cái ngoại danh, cái ý kiến của con cho tụi thợ nó làm. Cầu thang thì mình lên trên ngay chỗ phòng đại quạt hồi nãy đó. Cho nó tiếp thấy cái nào. Thế mà những chi tiết này mà thấy thích không? Thích không? Nhân không?
Đi với Hồng Vân mới vừa đám cưới xong, bây giờ hai người còn nghỉ nữa mày nè. Để thêm mặt mấy cái phòng này là phòng của Danny với Hồng Vân. Hai vợ chồng mới vừa đi nhà hàng về với đi quay phim về thì mệt quá còn được nghỉ đây đó. Mày thấy như thế nào? Phòng này là của ở lầu lầu ba. Những cái này là cũng là ý tưởng của con làm luôn à. Hello Danny. Hello Lynn. Danny. Hello mama. Come sir. Yeah. Good table. Yeah. Cái đấy thôi. Mama ăn mẹ khỏe không? Con khỏe. Con khỏe. Yeah. Con khỏe. Mẹ. Con nhớ mẹ. Con nhớ mẹ. I cannot speak very good English but Vietnam but con ước là gì có mẹ ở đây. Con kia. Con ước. Con ước. Gì? Gì? Có mẹ. Có mẹ. Ở đây. Ở đây. À, dự đám cưới của tụi con. Dự đám cưới. Dự đám cưới. Đám cưới. Đám cưới của tụi con. Của tụi con. Của tụi quá. Tụi con. Tụi quá. Tụi con. Tụi quá. Hello mama, I like you. Hồng Vân có nói gì mẹ không? Come on mama, come on mama. Hồng Vân. Mẹ. Hiển Nhung. Dạ, hai em Hiển Nhung. Gia đình gì sắp phấn? Gia đình gì sắp phấn? Liên Phương, vợ chồng Liên Phương, vợ chồng Trung Thiện, vợ chồng Dương Phương. Mọi người đều khỏe. Con con gửi lời chào Út, dì Út, má Sáu, em Vũ, vợ chồng Vũ Vân, vợ chồng Vũ với Tâm. Tâm vợ chồng Tâm Trang, mọi người đều khỏe. Chị rất cảm ơn dì Út là má Sáu và hai em cùng vợ chồng Liên Phương, dì Sáu Phấn, Trung Thiện và các em đã gửi quà cho anh chị. Chị cảm ơn rất nhiều. Con cảm ơn mẹ đã gửi quà cho con. Hai em Hiển với Nhung gửi quà cho chị. Chị cảm ơn rất nhiều. Right. Thank you for present mama, for perfume. Perfume. Perfume, very good. Bye bye. Bye mama, bye bye. Mẹ, bye bye. Dì Sáu, bye bye. Everyone. Dì Út cùng má Sáu và các em vui khỏe. Chị cảm ơn rất nhiều, anh chị cảm ơn rất nhiều. Guest room của vợ chồng Hồng Vân với Danny. Của phòng này luôn. Mỗi phòng đều có một cái guest room riêng. Đồ đạc bày bổn chưa sắp xếp gì hết. Đấy là phòng của Hồng Vân với Danny. Từ phòng với Danny đi xuống ta bật cách đi qua phòng con. Cái phòng con nó báo trước thì ra bề bộn nó không muốn quay nhiều. Đó phòng con vậy thôi. Không quay nhiều đồ đạc đi trang điểm. Trang điểm cho Hồng Vân ngày sáng với lại chuẩn bị đám cưới này khi nó dọn dẹp gì đó. Còn bài bộn vừa bài bộn bãi. Đó phòng con nó bê bối lắm, chưa có sắp xếp gì hết. Phần đám cưới của Hồng Vân nó chuẩn bị tùm lum hết. Thành ra không có, chưa có trang trí tủ giường gì hết. Đây là toilet của con. Mỗi người có cái toilet riêng. Tắm ở đây. Phòng toilet. Tắm nước nóng, nước lạnh. Chưa có lồng kiến. Bên kia là toilet. Đó là phòng con ha, là ở lầu 3. Đi hôm nay xuống lầu 2. Phòng 21, phòng dân lên nó làm spa ở lầu 2. Đó mày thấy đẹp của nắng gì được không? Những cái trang trí những cái hoa văn này là con vẽ kiểu cho tuổi thợ nó làm luôn. Hiển với lại Hồng Dung thấy đẹp không? Thì sao không nghĩ là dự sáu với mấy em thấy cái nhà có cái gì quê không?
Đây là cái gạch sáng để ông bà mình tự nhiên ông sáng, ông bà đang vô cho sáng một khoa khỏi một trang này. Chuẩn bị bước vô phòng mai mốt Hồng Loan nó làm spa đây. Quay phim không? Ở đây nè, vậy tới cho mày giới thiệu đi. Dạ. Bây giờ phòng spa được cái này nữa vậy nè. Bây giờ tan đem nó trước, bây giờ phần con xong rồi, giờ để Hồng Loan giới thiệu phòng đó. Cái gì mà sao mẹ? Đây nè, phòng spa của con nè. Để con chuẩn bị đang làm cái giường này nè, để dạy thợ làm. Mới mốt mở ra ở tiệm cái máy xông mặt để làm thẩm mỹ cho nữ. Thì mới mốt á, con mở tiệm á là mở shop để làm ở nhà. Mà con hôm nay là đám cưới chị Vân, rồi quay phim chụp hình chi tiết trong nhà. Con cảm ơn con gửi lời thăm mẹ, nhớ mẹ nhiều lắm. Con gửi lời thăm đến dì Sáu Phấn, dì Út Bé và vợ chồng Liên Phương, tất cả gia đình đều được mạnh khỏe. Anh chị em ở bển Liên Phương nè, Trung Thiện nè, Vũ Trang, dì Dựng Sáu, Trung Liên Phương, Trung Thiện, Vân Phương đều mạnh khỏe. Gia đình dì Út, gia đình Vũ, gia đình bé Trang được mạnh khỏe. Rồi bây giờ đến gia đình của Hiển, Nhung và hai cháu, lúc nào cũng vui vẻ. Tụi con mong ngày nào mẹ được như ý muốn của mẹ, mẹ về Việt Nam chơi rồi mẹ đi về già để cho mẹ đi đi về già để cho được như ý mẹ. Rồi con xin hết. Rồi nhà cửa thì còn nghe không anh? Nhà cửa thì còn bề bộn lắm. Tụi con để quần áo rồi thôi, chấm cưới chị Dân ta mấy hả? Đủ thứ trơn luôn. Bài bị tùm lum hết. Còn lũng củng con chưa có sắm sửa gì hoàn thành hết trơn á. Chưa có sửa soạn gì xong. Mới làm nhà vừa xong rồi bắt đầu đám cưới chị Dân. Là quá chừng mệt luôn. Nhiều đây thôi. Màn cái gì mà cái vỏ ở ngoài là coi như là cho nó đỡ một chút. Lại bắt đầu chi tiết ở trong nữa, từ từ chắc cũng khoảng vài năm nữa đó, là mới được hoàn chỉnh. Đó, mẹ ngó ra không? Mấy cửa đi mấy ra gì ngó ra nè. Dì Sáu nè, dì Út nè, ngó tụi ra đi ra ngoài lan can. Ra ngoài lan can á. Lan can ngó bên nhà ông giáo bên kia kìa. Mẹ cửa sổ, đây là cửa sổ. Đó, ở đây có dây cột lên. Đó, kiểu giờ là ta làm màn dây lùn vô trong. Bộ màn này con đặt người ta 6 triệu mấy là chỉ có cái mặt tiền thôi. Ở dưới nè, từ trệt một bộ, lầu 1 một bộ, lầu 2 một bộ, còn lầu 3 thì thờ Phật thì không có. Mẹ ơi, đây là cái phòng toilet. Toilet ở phòng trước á thì nó nhỏ hơn phòng sau, bề ngang nó có 1m2 à. Còn phòng sau á mới rộng hơn là toilet, một phòng sau á là phòng toilet đứng với lại toilet á. Cái bàn cầu thì riêng, còn phòng tắm thì riêng. Nhưng mà con cũng chưa có mua cửa để ráp vô cho nó thoải mái. Đó, giờ con mở cửa vô là mẹ coi chút xíu mẹ ha. Không có đẹp bằng bên Mỹ đâu. Không đẹp bằng bên Mỹ đâu, nhưng mà bên Việt Nam vậy là coi như gọn gàng. Tại mẹ thấy không, cái phòng nó nhỏ nhỏ không à. Vừa đủ cỡ chừng 16 mét vuông à. Rồi thêm cái lon toilet quẹo ở đây là lấn ra ngoài cái nó đi song song với lại cái cầu thang. Vậy thôi, còn mày sao bông gội đầu con đẩy tùm lum hết trơn à. Mày là Hồng Nga cho. Hồng Nga bên Hàn Quốc đem về cho mỗi chị dầu gội đầu với cái keo xịt tóc nè. Cái keo này là sự tóc quăng của con mà, tóc quăng con vuốt bằng cái này, xài bằng cái này nên nó mới quăng, nó mới được quăng vậy mà. Phòng này á là phòng phía sau của phòng spa, hồi nãy mà thấy phòng trước phải không? Phòng bắt đầu đi xuống bậc tầm cấp, mẹ ra phòng phía sau là sát bên nhà ông giáo đó. Đó, cái lưng của nhà mình nó sát bên nhà ông giáo đó, ra con mở cửa phòng mẹ coi, nó chưa có hoàn chỉnh. Quá đẹp.
Thật ra mẹ thấy đi vô thì đi vô phòng không? Ở ngoài đây là cái lọ cái thông tầng, thông gió. Ở đây là cái giếng trời. Giếng trời nó xuống, mỗi phòng, mỗi tầng đều có cửa sổ với xe bên đây nè. Cửa lùa nè. Đó, cái đi qua bên đây á là toilet. Bên đây toilet là con làm spa cho khách nữ tắm. Thành ra không có cái toilet, không có cái bàn cầu, mà nó là hai cái phòng tắm riêng biệt. Bây giờ nó bề bộn lắm, con chưa có làm gì xong hết. Thành ra ngoài sau á thì toilet nó rộng hơn phía trước. Con nghe quay sơ đơn giản cho mẹ nè, mấy em ở bển coi là mấy gì coi cho biết. Rồi mấy mốt về á có dịp về Việt Nam coi kỹ hơn, là hoàn chỉnh hơn. Đẹp quá, đẹp quá. Nói đi. Con đang thấy mấy cô công chúa đẹp không? Con đang thấy tứ đại mỹ nhân. À, đẹp chưa? Vậy là hoàn chỉnh rồi đó. Tủ mẹ quá, nếu mẹ về á, mẹ có tiền á, mẹ mua tủ khác. Tủ này giờ mà con được bây giờ là hồng xương á, đang trú ngụ, đang hả là coi như là đồ của bà trong đây nè. Bà đồ chiếm đây mẹ, con chiếm tủ mẹ. Đây toilet nè mẹ. Ừ, đây là phòng toilet nè, mẹ thấy đấy, con chiều thanh chào thấy ngoài. Miếng nó cao mà quá ở đây mà. Nó thẳng lên mấy kim. Miếng nó ngoài. Chào mấy gì? Chào mấy gì? Chào bà khỏe. Sáu. Chào bà Sáu. Chào về bà Út. Chào bà Út. Ừ, và các anh các gì cô? Chào các gì cô cậu. Ừ. Mà tôi vẫn khỏe. Khỏe. Con chúc các bà và các cô cậu được mạnh khỏe. Thấy con lớn hơn. Quả này con lớn hơn. Quả này con lớn hơn. Con cao có 1m62 à. Vậy á. Ờ thì ngoại bữa ngoại hỏi nó cao nhiêu à, ngoại ơi mốt ngoại giới thiệu gì Kiều cho nó nha ngoại. Không bao giờ mê gì cả. Đây là phòng toilet của mẹ nè mẹ. Mẹ thấy sao? Hả? Mẹ thấy có đẹp không? Đẹp rồi. Đó, phòng toilet giờ là con ở trong đây nè. Có toilet. Đó, toilet đã. Thấy không? Đó. Để con. Má trời đứng quay đây nha. Đây là cái cửa chỗ mình đứng lại. Cái này cái cửa nè mẹ. Đó, cái cửa đó, đó cửa phòng tắm riêng, cái tầng phòng tắm đứng. Cửa phòng tắm riêng với cửa phòng tắm đứng nè mẹ. Mẹ thấy mẹ vừa ý không? Ngay cái chân á, cái chân bốn xương á là cái chữ cửa chỗ đó. Đó, đúng mà rồi. Chưa có làm xong nói. Dạ, cái chân này của con đang đứng nè, ngay đây nè là chưa làm xong đó mẹ. Cái này cửa, cái cửa. Đó mẹ thấy sao? Mẹ thấy đẹp không? Có gắn máy lạnh là mẹ thấy rồi. Mở cái cửa ra. Cái máy lạnh là mẹ biết rồi phải không? Mẹ nhớ máy lạnh này đó, để phòng nhỏ mấy mẹ con mình ngủ không? Đó, mấy mẹ con mình ngủ phòng này nè. Đó là coi như 10 năm rồi đó. Là kỷ niệm đó. Mẹ thấy 10 năm vẫn xài ngon như thường. Đó thấy không? Mẹ thấy sao? Rồi. Rồi giờ coi. Cô đánh con ơi, cô đánh. Kiểu mẹ
đến luôn. Ủa sao đi lẹ vậy? Còn non bây giờ non biển mắt đã vậy rồi. Kìa nó mẹ đi. Đó, mẹ. Chào mẹ. Nhớ mẹ quá trời lắm đi. Nhớ mẹ quá trời. Giống như nụt. Nói đi. Nói đi. Đây, mày thấy cái bếp không? Đó, tụi con làm bếp. Giống như cái đệm piano, mới có tiếng đệm piano vậy đó. Design xong xuôi rồi, giờ đồ tiệc cưới của Hồng Dân hồi nãy bây giờ vẫn còn đây, hôm nay xả ra để chuẩn bị cho bà con nằm trong nhà, trong tối sớm rồi nè. Cái bếp dài, mà thấy dài, dài động như vừa không? Đây là cái sàn nước cũ hồi xưa. Cái lưu này cũng là hồi 40 năm về trước, cũng còn đây. Đây là cái chỗ cái labo cũ hồi xưa, bia tụi con cũng làm đấy, xưa với mình tụi mình cũng làm cái bụng đạn nút mấy cái tay món con cầu cao vẫn còn chưa dọn dẹp gì hết, còn chiều còn đi để tiệc nữa. Bây giờ sao nó cũng vậy rồi đó, đâu có cố giảng gì được đâu. Đi ra ngoài nè, rồi đi ra ngoài. Trời cái tài. Thôi lấy cái đèn chùm không? Đây con bật cho mẹ xem đèn chùm nè. Đây, màn pha lê cho con luôn. Chú Thanh này mua gì? Lấy đi, chắc chắn. Lấy ở đây. Còn lấy chưa đem về. Vì đám cưới Hồng Dân xong rồi mới mua.